ok xin so, kính chào quý anh chị nhà đầu tư chúng ta quay trở lại với uh, kênh youtube của em toromel invest trong uh, dịp cuối tuần thì uh, tuần tuần vừa qua thì thị trường ta nó có những cái vận động gì và cũng như là những cái uh, điểm về các cái mã dòng cổ phiếu nào đáng chú ý thì Tuấn cùng với các anh chị chúng ta uh, thảo luận và cùng phân tích uh, với nhau trong cái video cuối tuần ngày hôm nay các anh chị nhé. Thì uh, nếu mà xét về trong cái sạc tuần và cũng như là cái sự vận động của tuần qua của thị trường ấy gần như là thị trường của chúng ta nó chẳng tăng được gì cả ha. Hay nói cách khác là nó cũng không tăng mà cũng không giảm. Tuy nhiên Đấy, tuy nhiên rằng thì uh, chắc chắn là phải có dòng tăng và cũng phải có dòng giảm thì nó mới thể hiện được một cái sự gọi là cân bằng như thế này của thị trường thì như chúng ta cũng đã thấy là trong cái tuần vừa qua cái điểm chính của uh, việc uh, phần mà kéo tích cực cái chỉ số thì chúng ta lên nó chính là nhờ vào phần lớn các cái cổ phiếu của nhóm ngân hàng như các anh chị đã thấy rồi Techcombank cũng lên, rồi uh, Liên Việt cũng uh, lên nhẹ, MB Bank thì lên khá là nhiều Rồi CTG này, đấy, rồi uh, TB Bank cũng lên, SHB cũng lên, ngay cả STB cũng lên đấy, MB Bank cũng lên, à, BID cũng lên ha Tất cả tất cả tất cả đều đi lên hết như mọi người cũng thấy rồi đấy, Thì uh, liên tục là các cái tuần tăng điểm của nhóm ngân hàng nó giúp cho Uh, Thị trường của chúng ta đi lên vượt được những cái ngưỡng kháng cự vùng 150, vùng 160 uh, Rất là mạnh mẽ đúng không ạ Nhưng mà thay vào đó thì uh, Trong khi đó ngược lại thì uh, các cái nhóm khác thì lại bị bán khá là mạnh Ví dụ chẳng hạn như là uh, dòng dầu khí Các anh chị ta thấy cũng một tuần vừa qua dòng dầu khí cũng đã điều chỉnh đâu đó Cũng tương đối là nhiều đấy tôi thấy cũng tương đối là nhiều Ví dụ chẳng hạn như uh, mọi người cũng thấy đây là như BVD nè BVD trong 2 tuần liên tiếp Thì tuần trước nữa thì là gần 2% và tuần này là thêm 3% tức là total cũng phải khoảng tầm là uh, 5% rồi. Đấy. Ha, rồi BVS thì sao? BVS thì uh, tuần vừa rồi thì nó không có gì biến động nhiều nhưng mà tuần này đã giảm gần 4% này các anh chị. BVC cũng tương tự như vậy, cũng giảm khoảng tầm là bộ độ 4%. Ha, tức có nghĩa rằng là cái thời điểm hiện tại cái dòng tiền đấy, dòng tiền nó đang lựa chọn ở các cái nhóm cổ phiếu dòng ngân hàng là chính và kể cả là bất động sản cũng một tuần vừa qua cũng bị bán tương đối ấy. BDR thì nó đang khá là khỏe hơn so với lại là các cái cổ phiếu khác trong nhóm ngành Nam Long cũng vậy ha Nam Long cũng bị giảm tương đối trong cái tuần vừa qua là 2% DIG cũng vậy DG cũng giảm khoảng tầm là 3% Đức Xanh Đức Xanh là bị khá là nặng này như Đức Xanh là cũng phải xương xương bao nhiêu nhỉ Ờ, ở đây là ba phần trăm luôn hơn ba phần trăm chút xíu nhưng mà cái khối lượng bán ra là tương đối đúng không ạ đấy rồi novaland là cũng hơi 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 hẻo này đấy novaland cũng hơi hẻo này là hơn ba phần trăm luôn nói chung là trong cái phiên thứ sáu vừa rồi là coi như là nó nhấn chìm hết mọi cái nỗ lực uh, đầu tuần nó 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 neo giữ và cũng như là nó uh, có những cái phiên đầu thứ ba thứ tư gì đó nó đánh lên đấy mà nhưng mà sau đó thì tất cả đã đã như thế nào ạ đã tan tành mây khói thậm chí là có những mã cổ phiếu nó yếu ví dụ chẳng hạn như là HDC giảm tới tận là 7% trong cái tuần vừa qua các anh chị kể cả là HDG cũng vậy này tiếp tục giảm thêm đâu đó quan toàn là 7% là có như ăn một cái cây sàn luôn rồi trong tuần vừa qua ha các anh chị ha Đấy, nhìn chung là giống bất động sản thì hiện tại là nhiều anh chị chúng ta cũng đang uh, rất là nản về cái việc là Um, nắm giữ đúng không ạ trong khoảng tầm độ một tháng rồi ở đây là coi như là anh chị nào mà nắm giữ thì hầu như là nếu mà nắm giữ nhưng mà cổ phiếu mạnh hoặc là mua được ở những cái điểm mà nó thấp á thì may ra là có thể là còn có nhịp chốt lại uh, trong những cái lần mà nó bu lên nhưng mà nếu mà cầm đến hiện tại á, thì uh, có thể nói là, là là hầu như là sẽ lỗ ấy và sẽ có yếu tố là sẽ như nào cắt cắt lỗ các cái nhóm cổ phiếu như bất động sản này rồi dầu khí này hay thậm chí là nhóm chứng khoán cũng vậy các anh chị. Mọi người thấy là nhóm chứng khoán trong tuần vừa qua có có mã nào nó tăng không? Nó vẫn cứ đi ngang à. Đấy, nói chung là thậm chí là Tốn đã có một cái nhịp mà Tốn dự báo là đây này, nhịp chỉnh trước Tết này, thị trường sắp chỉnh này. Đấy ha, là Tốn đã nói với các anh chị chúng ta về những cái nhịp mà nó có khả năng nó chỉnh như thế này rồi. Còn cái việc mà các anh chị chúng ta quyết định như thế nào thì 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 không biết là, là anh chị chúng ta có xem qua cái video này hay chưa mặc dù là video của mình thì khá là ít người xem đấy nhưng mà những cái kiến thức mà tuấn mang lại nó thật sự rất là giá trị cho anh chị nào mà mà, mà 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 chăm chú xem hoặc là đã xem qua ha chứ không phải là chỉ vu vơ những cái lời mà phím khuyến nghị với các anh chị chúng ta đâu ạ à, đấy mà nó còn phải chứa đựng luôn cả những cái sự cảnh báo về độ rủi ro nó có khả năng nó xảy ra các anh chị ha đấy rồi ngoài ra thì nhóm thép cũng đã chỉnh đúng không ạ nhóm thép cũng đã chỉnh như tuấn đã uh, dự báo trước rồi đấy HBG này đấy. HBG rồi uh, Nam Kim đấy. Nam Kim cũng chỉnh đấy Nam Kim cũng chỉnh rồi uh, HSG cũng chỉnh rồi uh, nhưng mà nó như nào những cái trạng thái chỉnh xuống như thế này Tuấn cho rằng là cần thiết và nên diễn ra trước khi có gì yeah, trước khi mà nó vượt được cái những cái vùng đỉnh ở thời điểm khi mà thị trường chúng ta ở vùng 1250 giá của cổ phiếu khi ở vùng 1250 các anh chị ha bởi vì sao dòng tiền hiện tại là đang rất là nôn nóng à, tham gia vào các cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng rồi như các anh chị chúng ta thấy ngân hàng tuần vừa qua nếu mà các anh chị chúng ta không có nhóm cổ phiếu ngân hàng hay thậm chí là từ tuần trước đi thì cái tâm lý của các anh chị chúng ta đang rất là sốt ruột, đang rất là nôn nóng và bằng mọi cách là chúng ta sẽ phải tham gia vào các cái cổ phiếu nhóm ngân hàng không có là không được các anh chị. Tôi nói thật ấy không có là không được kiểu như vậy đó. Một cái mức độ mà mong muốn nó rất là 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 lên cao. Đấy, nhưng mà nếu như mà các anh chị chúng ta nhìn ở những cái chỉ báo ví dụ chẳng hạn như là RSI đấy, hay thậm chí là có thể là MACD là bắt đầu nó đã đi vào những cái vùng quá mua rồi. Tuấn không nói là nó đã kết thúc cái đà tăng nha các anh chị nha. Ha. Mà nó sẽ chững lại cái đà tăng. Đấy, mà nó sẽ chững lại cái đà tăng. Các anh chị ha, mà nó sẽ chững lại các cái đà tăng. Đấy. trong khoảng tầm là 1 2 tuần sắp tới. Đấy, thì cái tuần tiếp theo thì Tuấn dự báo là nếu như mà các anh chị ta mua đuổi tiếp ở sau những cái phiên này nè. Đấy thì tôi cũng bảo đảm với mọi người là có khi á, mọi người bán ra nhiều khi mọi người bán ra các cái mã cổ phiếu midcap để mà mua đuổi những cái mã cổ phiếu nhóm ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo trong cái nhịp của tuần sau hay là của thời gian tiếp theo sau đó nữa thì hầu như các anh chị chúng ta sẽ bị dính hai đầu Đấy, mua bán uh, bán cắt lỗ nhóm midcap ở bất động sản rồi dầu khí rồi uh, thép ra có bắt đầu là đu theo vào nhóm ngân hàng À, cái bắt đầu nhóm ngân hàng nó sẽ chỉnh đấy nha yeah. nhiều khi là như vậy đó nên là Tuấn mới ở đây Tuấn sẽ chia làm hai trường hợp cho các anh chị chúng ta nếu như mà các anh chị chúng ta bán ra nhóm midcap rồi và hiện tại đang cầm tiền mặt và đang mong chờ là uh, dòng ngân hàng nó 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 điều chỉnh để mà mua thì các anh chị chúng ta đừng có cái suy nghĩ đó Tuấn bảo rồi nhé đừng có cái, cái suy nghĩ đó nhưng mà cũng đừng có cái suy nghĩ là sẽ mua đuổi đối với là những cái mã cổ phiếu nhóm ngân hàng ấy bởi vì cái xác suất rất là cao khi mà các anh chị chúng ta tham gia mua đuổi nhóm ngân hàng trong cái giai đoạn một tuần tới à, tôi nói là một tuần tới thôi thì xác suất rất là cao khi mà lượng ngân hàng các anh chị chúng ta mua đuổi về tôi cũng bảo đảm các anh chị chúng ta có khả năng chúng ta sẽ phải cắt lỗ một lần nữa đấy nó có thể nó sẽ không có rủ quá là nhiều nhưng mà cái tâm lý của các anh chị chúng ta đang nôn nóng khi mà chúng ta mua đuổi những cái mã cổ phiếu đó về t 0 các anh chị chúng ta vẫn có thể có lãi t1 các anh chị chúng ta vẫn có thể có lãi nhưng mà t2 chắc chắn là từ hồi vốn cho tới như nào các anh chị à hồi vốn cho tới lỗ rồi khi cầm tiếp khoảng tầm đâu đó à, vài phiên nữa ấy là bắt đầu cái 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 khoản thu lỗ nó có thể nó lên tới khoảng tầm là 3% trăm cho tới 5%. phần trăm hai các anh chị ha nên là chúng ta phải lưu ý anh chị nào mà đã lỡ mà bán ra hết nhóm uh, big cap rồi ấy thì tốt hơn hết các anh chị chúng ta đừng nên mua đuổi nhóm ngân hàng à, nhiều khi các anh chị chúng ta cũng uh, có cái 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 quan niệm như thế này tôi không biết có 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 chồng nó có mắc cười hay là không ấy à, ta là yên tâm uh, mua đuổi nhóm ngân hàng để có hàng còn hơn là cứ sốt ruột ngồi nhìn bản điện nó <laughs> đó, đó có cái tâm lý ngộ nghĩnh vậy đó thì không biết là sắp tới có anh chị nào chúng ta suy nghĩ lại như vậy hay là không các anh chị ha cái, cái cái đó là tôi nói thật là có những nhà đầu tư họ sẽ suy nghĩ như vậy đấy thà là là vẫn uh, uh, chấp nhận đô đỉnh nhưng mà còn hơn là cứ đứng ngó bản điện và nhìn cổ phiếu nhóm ngân hàng nó tăng ấy à, kệ kiểu vậy đó à, còn đến lúc mà nó chỉnh thì lại nghĩ suy nghĩ khác ha à, đấy đó là cái điều mà các anh chị chúng ta cực phải cực kỳ phải lưu ý trong giai đoạn một tuần tới hoặc là sang hai tuần tới cái giai đoạn trước tết lúc nào cũng là cái giai đoạn mà nó khiến cho các anh chị chúng ta à, rất là nôn nóng dễ bán ra và cũng như là à, những cái cảm xúc á, mà, mà trước tết á, nó khó tả lắm à, anh, anh chị nào cũng mong chờ là chúng ta sẽ có một cái à, nhịp mà tăng trước tết để mà hưởng một cái tết ấm no đúng không ấy à, kiểu kiểu vậy à, thì hiện tại thì chỉ có nhóm ngân hàng anh chị nào mà đang cầm nhóm ngân hàng là mới cảm nhận được cái sự ấm no của, của ngày tết sắp tới thôi chứ mà không có nhóm ngân hàng là mình thấy cũng đang uh, hơi uh, ngoe ngoẩy rồi các anh chị ha đó rồi thì uh, nên là tuấn nói thật ở đây mọi người cũng đừng có phô mô quá nha nếu như mà theo tuấn ở cái đoạn này giống như cái nhóm ngân hàng nhóm dòng chứng khoán ở thời điểm là tháng 4, tháng 5 năm ngoái đó ở đây nè mọi người thấy là khi mà bắt đầu nó đi lên nè nó đâu có chỉnh gì mạnh đâu, à, nhưng mà đến khi mà các anh chị ta tham gia ở những cái giai đoạn này nè, mua đuổi những giai đoạn này nè, cái bắt đầu nó mới chỉnh, đó. bắt đầu nó mới chỉnh hoặc là nó sẽ đi ngang, các anh chị chúng ta vừa mới cắt lỗ nhóm cổ phiếu dòng mid cap hoặc là các cái cổ phiếu mid cap ở các cái dòng, các cái nhóm ngành khác, cái tham gia vào những cái cổ phiếu chứng khoán đã tăng một cái giai đoạn vượt đỉnh một cái giai đoạn trước đó rồi, ấy thì nó lại không sinh ra lãi cho mọi người mọi người phải cầm những cái mã cổ phiếu này thêm khoảng tầm một tháng nữa đấy, cho đến khi mà, mà mà cổ phiếu đó tiếp tục nó tăng nó vượt đỉnh đấy, thế nên nhiều khi các anh chị ta sẽ bị rủ trong những cái phiên như thế này mọi người thấy không ạ mọi người sẽ rất là dễ bị rủ trong những cái phiên như thế này hoặc là bị rủ trong những cái phiên mà nó giảm xuống như thế này Tốn cá luôn mà nhiều khi các anh chị ta sẽ bị rủ như vậy đó cho nên đó, là cái đoạn này nè phải tỉnh táo nếu mà các anh chị ta xác định nếu mà xác định đã mua lỡ và đu ở nhịp này nè ha thì Tốn cũng nói luôn với các anh chị ta lỡ mà các anh chị ta lỡ mà đu đỉnh trong cái nhịp này đối với lại cổ phiếu nhóm ngân hàng á thì cũng đừng nên cắt lỗ nha đừng nên cắt lỗ mà hãy cố gắng và kiên nhẫn cầm lâu hết mức có thể để trước khi nó vẫn sẽ còn những cái con sóng số 2 bởi vì hiện tại á nhóm ngân hàng nó chỉ mới có chạy nhịp một thôi Đấy, đây là nhịp một của nhóm ngân hàng của nhóm dòng chứng khoán này từ tháng tháng tư đi mình cho là tháng tư cho đến khoảng tầm là tháng năm đấy là nguyên một cái tháng tư nó chạy bắt đầu sang tháng năm kết thúc tháng năm xong nó lại tiếp tục nó vượt đỉnh tiếp tức nghĩa là nó rủ bỏ và nó tích lũy kéo dài đâu đó khoảng tầm độ một tháng ba tuần cho tới bốn tuần cái bắt đầu nó tiếp tục nó vượt đỉnh và nó đi lên tiếp này đấy và quan trọng là ở những cái bước sóng số hai đây là cái nhịp sóng số của, hai uh, của, của 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 nhóm uh, chứng khoán giai đoạn đó và nó sẽ xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh mạnh nữa đừng có điện một cái nhịp rũ bỏ mạnh trước khi nó chạy một cái sóng nước rút như thế này Đấy. thì dòng ngân hàng nó cũng sẽ có cái khả năng tương tự như vậy nha dòng ngân hàng nó cũng sẽ có khả năng tương tự như vậy ví dụ mình lấy như mờ với banh đi chẳng hạn thì khi bắt đầu lên đây nè nó chỉ nó, tốn nghĩ là nó sẽ kết thúc ở cái nhịp tăng này đâu đó là khoảng tầm độ 22 hoặc là 22 chấm ít thôi khi mà nó vừa mới chớm vượt qua 22 một cái Bắt đầu là nó sẽ có khả năng nó yếu tố nó điều chỉnh lại. ấy và nó sẽ lên nó test lại đỉnh chỗ này nè. Đó. Thì cái khoảng thời gian này nó mất đâu đó khoảng tầm độ như tôi nói là từ 3 cho tới 4 tuần. Ha, từ 3 cho tới 4 tuần. Và sau đó nó sẽ còn chạy tiếp lên thêm một nhịp nữa. Đấy khi mà vượt đỉnh này xong cái là nó sẽ tiếp tục nó chạy lên thêm một nhịp nữa ha, nó có thể nó bò rướng rướng nó bò 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 bò, bò lên như thế này. Rồi sau đó nó sẽ có những cái cú rũ mạnh hơn ở à, những cái cú rũ nó mạnh hơn và sau đó nó mới chạy một cái đoạn nước rút này đấy thì mình nghĩ rằng là cái trường hợp này nó cũng rất là giống với lại nhóm à, chứng khoán à tại vì cái bản chất và cái tính 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 cách của nhà đầu tư việt nam mình hay là đội lái ở việt nam mình là thường là hay vậy lúc nào mà trước ở những cái pha mà nó nước rút á là lúc nào nó cũng sẽ rủ mạnh hơn bình thường ví dụ chẳng hạn như cái nhịp này nè nó rủ đâu đó độ khoảng tầm là năm thì khả năng là ở nhịp này nó sẽ phải rủ tới tận là 10 trước khi nó chạy nước rút mọi người nhìn lại cái nhóm chứng khoán nè con fts đi nha đây ở cái nhịp rủ mà ra sau một cái nhịp sóng một ấy mọi người sẽ thấy là nó rủ nhẹ nhàng đâu đó khoảng tầm độ 10 phần trăm thôi mười phần trăm thôi các anh chị nhưng mà ở cái nhịp rũ này nè mọi người thấy ở cái nhịp rũ này không ạ à? à? nó rũ lại tới tận bao nhiêu phần trăm ạ mười bốn phần trăm nó rũ sâu không sâu hơn nhiều đúng không ạ sâu hơn nhiều nó sẽ tạo ra một cái áp lực tâm lý rất là lớn cho các anh chị nhà đầu tư Đấy, anh chị nào nhà mà mà không vững ấy thì chắc chắn là sẽ rất là dễ bị mất hàng trong những cái giai đoạn cuối này trước khi nó chạy một cái đoạn nước rút ha các anh chị ha cho nên là tôi mới nói với mọi người rồi đừng có bao giờ mà sợ mất cái cơ hội đối với lại nhóm dòng ngân hàng á ở thời điểm hiện tại bởi vì sau những cái giai đoạn này nè chúng ta có thể chúng ta không cả không ăn được những cái con sóng đầu ấy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là ăn được những con sóng số 2 và thậm chí là ăn những cái đoạn nước rút của cổ phiếu ấy ha mọi người ha Nên là mọi người có thể là mọi người trông à, chờ vào những cái giai đoạn phía sau đó nữa chứ không nhất thiết là phải cứ liều mình tham gia vào các anh chị nhá ha rồi thế thì à, mọi người nhìn ở đây à, trong khi là dòng ngân hàng nó đang hút được cái dòng tiền rất là nhiều thì nhóm chứng khoán nhóm bất động sản hay là các cái nhóm khác dầu khí rồi cũng như thép là nó không hút được cái dòng tiền mà cái áp lực bán nó lại càng lúc nó càng mạnh hơn thì hôm qua hay là à, hôm 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 trước là tuấn có uh, hướng dẫn mọi người và cũng như là đề cập với mọi người về cái vấn đề là dòng uh, ngân hàng hoặc là dòng, à, dòng chứng khoán hoặc là dòng bất động sản nó sẽ chỉnh rồi và đây là những cái cú mà nó gọi là cái cú mà gãy nên hoặc là gãy hỗ trợ để mà nó rủ về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây là mọi người sẽ thấy nó có một cái ví dụ như FTS nó có cái chen chéo ở đây nè đấy nhưng mà trong tuần sau nhé rất có thể là ví dụ chẳng hạn như mà khi mà nhóm uh, đây nè đây là tuấn đây là nó đang phải liên hệ với lại là thời điểm uh, lúc mà điều chỉnh của nhóm uh, của thị trường chung á. đây nè mọi người sẽ thấy nè khi này nè mọi người thấy không ạ à? khi mà thị trường chung nó điều chỉnh mạnh xuống nè đấy, thì những mã cổ phiếu dòng leader ví dụ như là hiện tại là dòng ngân hàng nó chỉ chỉnh có khoảng tầm là độ 5-7% phần trăm thôi đấy à, nhưng mà thị trường chỉnh giảm rất là nhiều đó chỉnh giảm rất là nhiều các anh chị thì lúc đó là cái nhóm các cái nhóm khác á, thì nó có thể nó sẽ chỉnh giảm mạnh hơn so với lại là, là nhóm chứng khoán Và có thể là lúc đó là bất động sản để coi dig nhé dig thì nó cũng chỉnh ít thôi nè đây nè dig khúc này là nó cũng khỏe nè, không chỉnh nhiều Ồ, cũng 10 phần trăm nó cũng 10 phần à, trăm nói chung là ở đoạn này nó không chỉnh nhiều đây là cũng là cái đoạn nó khỏe nè do nó bứt thoát được khỏi cái trend giảm đấy à, còn những thằng khác ví dụ như HHV đầu tư công coi đấy, đầu tư công ở đoạn này là nó chỉnh theo VN Tech nè mọi người thấy không đây là nó yếu nè đấy, thì cái đoạn này này cái dòng cái dòng chứng khoán nó đang rất là giống với những cái giai đoạn này của uh, của HHV trong cái cái thời điểm mà lúc lúc đó này thì cái cú rũ này chúng ta gọi là đây là cái cú rũ gãy nền hoặc là gãy hỗ trợ để mà nó tìm về lại những cái vùng hỗ trợ phía dưới sâu hơn nhưng mà mọi người quan tâm giúp cho tuấn là các cái nhịp mà nó gãy nền xuống như thế này để mà tìm về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn thì trước đó là những cái phiên mà nó nổ volume rất là lớn nhưng mà khi bắt đầu nó gãy xong rồi nó xác nhận cái điểm gãy rồi đúng không ạ thì nó sẽ bắt đầu nó giao dịch nó chậm lại và nó chỉ là gây ra những cái áp lực tâm lý muốn bán tháo ra cho cả nhà thôi để nên là mọi người sẽ thấy là cái khối lượng và cái volume nó rất là thấp Thì ở đây Tuấn chỉ cho mọi người một cái mẹo Đó chính là mọi người nhìn làm ơn Mọi người nhìn cho Tuấn cái khối lượng và cái thanh khoản của cổ phiếu lúc đó Nó càng giảm nhưng mà khối lượng và thanh khoản nó thấp Thì các anh chị chúng ta có thể tự tin chúng ta cứ nắm giữ để vượt qua được cái giai đoạn này Nếu mà các anh chị chúng ta lỡ đu đỉnh ở phần trên cao này ha Thì hiện tại nó đang có khá khá nhiều những cái mẫu hình như vậy Ví dụ chẳng hạn như HDC này Đó nó xác nhận nó bị thủng mất những cái hỗ trợ này đầu tiên là nó xác nhận nó mất những cái thủng hỗ trợ này à, nhưng mà lúc mà càng giảm về phía dưới ví dụ nó có thể nó về lại khoảng tầm độ 295 đi nhưng mà ví dụ như vậy thì nó có thể là nó chỉ như nào nó giảm với khối lượng thấp thì đây là những cái nhầm một những cái mục đích là để mà nó thu gom lại những cái lượng hàng hay như HDG cũng vậy ở đây nó có thể là nó sẽ đang thủng với những cái khối lượng lớn nhưng mà khi bắt đầu nó về lại khoảng tầm độ 25 hoặc là 24.7.8 này là, bắt đầu nó giao dịch nó chậm lại và nó không thủng nữa thì chắc chắn là những cái giai đoạn này là đang là những cái giai đoạn mà nó tạo đáy nó để mà nó phục hồi đi lên ở giai đoạn phía sau các anh chị ha hay thậm chí là đất xanh cũng vậy đất xanh ở đây nó có thể đang bị thủng mạnh này nhưng mà khi bắt đầu nó về lại khoảng tầm độ 18 về lại độ khoảng tầm 18 bắt đầu nó giao dịch nó chậm lại và nó test lại chỗ này để trước khi nó đi lên đó ha nên là ở phần phía sau như thế này nè nếu mà anh chị nào mà chịu được cái khoảng thời gian mà nó điều chỉnh xuống để mà nó rũ bỏ ấy, thì lỡ mà đu đỉnh trên này á thì cũng đừng có quá là bi quay các anh chị ha đó thì theo cái uh, cá nhân của tuấn thấy là nó rất là giống với cái nhịp mà HV nó đã diễn ra như thế này về nó đã diễn ra như thế này đó nó nó cũng là một cái trend chéo đi lên nè. cũng là trước đó là một cái dạng nó tích lũy theo hướng này nè mọi người thấy không đó cái bắt đầu nó gãy ngược trở lại nó gãy ngược trở lại nhưng mà nó rất là bình thường nó rất là ít không có vấn đề gì cả do áp lực của thị trường chung nó cũng giảm cho nên nó buộc nó lòng nó phải giảm theo tại vì cái lúc này là nó không có gì à, à nó chưa có xuất hiện cái sóng ngành để mà nó đi lên ấy ha thì sau những cái giai đoạn này thì bắt đầu dòng tiền nó kích vào lại này ở những cái dòng tiền nó kích vào lại thì chắc chắn với mọi người là sớm hay muộn gì nó cũng sẽ tăng nó vượt đỉnh hết khi mà sóng đã có gì à. khi mà thị trường chung đã có sóng dòng ngân hàng dẫn dắt rồi thì uh, những cái nhóm cổ phiếu như thế này thì nó sẽ phải rũ bỏ một cái nữa rồi nó mới bắt đầu nó mới đi lên kể cả là bất động sản cũng vậy ha thì mọi người có thể là mọi người chú ý thêm con bdr này giúp cho tuấn nhé yeah. thì uh trong cái video này thì Tuấn chỉ muốn nhắc nhở với mọi người rằng là cái mẫu hình gãy nền rũ nó rất là khá là phổ biến khi mà uh, cái sóng dòng hiện tại là cái nhịp đầu tiên là cái nhóm dòng ngân hàng nó hút được tất cả các cái dòng tiền trên thị trường tham gia vào ở kể cả là những dòng tiền đầu cơ hoặc là kể cả là những cái uh, dòng tiền của đội lái ở các cái nhóm cổ phiếu khác cũng sẽ phải tham gia vào cái nhóm này người ta gọi cái uh, cái cái, cái uh, một cái uh, từ uh, của dân uh, trong ngành đó nó là chính là dụ những cái uh, đội lái khác tham gia vào chính cái những cái mã cổ phiếu mà những cái uh, mình gọi là cá voi họ đang uh, họ đang kéo ấy các anh chị ha các à, kiểu kiểu như vậy nhiều khi các anh chị chúng ta không có không có rành hết về cái uh, những cái mà chiêu trò trên thị trường đâu Đấy, ví dụ như là mọi người chưa bao giờ nghe thuật ngữ là hoặc là những nghe cái 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 từ mà mà dụ đội lái từ đội từ từ các cái cổ phiếu khác để mà tham gia vào chính cái cổ phiếu của các cái đội mình đang 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 kéo nữa đúng không ví dụ chẳng hạn như mà Techcombank công banh nó đang kéo như này nè nó có thể nó dụ cả những cái đội lái ví dụ như chẳng hạn như của đất xanh hay là của dòng cổ phiếu khác tham gia vào chính cái cổ phiếu tết công banh này đấy kiểu vậy hay giống như mọi người thấy con sale nè tiềm lực đâu ra mà con sale mà nó có thể nó kéo từ giá 10 lên giá hồi đó là trước khi chia là giá hàng trăm lận cái gì Đấy, tìm được nó đâu ra đúng không tức có nghĩa là nó sẽ phải dụ luôn cả những cái đội lái ở ngoài kể cả là kho bãi và cũng như là là, 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 là uh, nhà đầu tư tổ chức khác tham gia vào chính cái cổ phiếu như thế này bởi vì sao một cái khoản tiềm năng lợi nhuận quá là lớn Đấy, kiểu vậy cho nên là họ như nào họ kéo họ đi lên Đấy. đó là mọi người sẽ phải thấy được rằng là khi đó thì những cái cổ phiếu mà Uh, hiện tại không được cái sự lựa chọn của dòng tiền ví dụ chẳng hạn như dầu khí, chẳng hạn như dòng thép hay là uh, đầu tư công, ấy, các thứ như vậy thì uh, nó sẽ có những yếu tố nó điều chỉnh nó giảm. Mà khi mà nó điều chỉnh nó giảm như thế này thì đồng thời á, khi đó khả năng mà khi mà cái nhóm uh, ngân hàng mà nó điều chỉnh á, thì tụi nó sẽ sẽ cân bằng và nó tạo đáy nó đi lên. Còn hình dung được nữa mà thì khi mà bắt đầu dòng uh, ví dụ như các cái mã cổ phiếu Micap khi mà các cái mà cổ phiếu midcap nó bắt đầu nó dần hình thành những cái đáy rồi, ấy thì cái dòng ngân hàng này nó mới bắt đầu nó điều chỉnh, thì nếu mà dòng ngân hàng nó điều chỉnh thì những cái ông midcap á, ông sẽ không có điều chỉnh nữa, mà có khi là ông sẽ phục hồi và ông cứ để giữ giữ neo neo vậy đó, ha, thì tuấn dự báo rằng là trong cái tuần tới này, vn index của chúng ta, sau cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi là chúng ta đã thấy bắt đầu có những áp lực rung lắc, áp lực điều chỉnh rồi, đúng không ạ? À? dòng tiền cũng bị bán khá là mạnh, ấy đặc biệt nhất là ở những cái nhóm cổ phiếu như bất động sản hay là nhóm dầu khí Đấy, thì nhịp tới nếu như mà chẳng hạn như mà dòng ngân hàng nó điều chỉnh đó, nó cũng sẽ như thế nào nó có khả năng là nó sẽ quay về lại nó test lại vùng 1130 Đấy, nên là mọi người cũng phải hết sức cẩn thận Nếu như mà anh chị nào như hồi nãy Tuấn nói đó Là anh chị nào mà đã bán hết ra dòng midcap rồi Thì cũng đừng có FOMO mà mua đuổi nhóm dòng ngân hàng còn nếu mà có mua thì nên dành ra một cái tỷ trọng thấp thôi để đề phòng nó sẽ điều chỉnh thì ở những cái nhịp điều chỉnh mới là những cái cơ hội tốt cho các anh chị chúng ta canh chúng ta mua vào tiếp chứ không phải là thời điểm bây giờ anh chị ha bởi vì nó đã mua như thế này là nó đã cách xa những cái vùng nền giá rất là nhiều rồi có những cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng thì nó chưa có tăng bởi vì nó là những cái cổ phiếu châu chậm muốn thuốc đục Ví dụ chẳng hạn như con VBAN này là những cái cổ phiếu như châu chậm uống đục nè. Rồi hay như mấy con khác như MSB này nó cũng châu chậm uống đục nhưng mà nó còn lên được khá khá tốt. Đấy ha. Là những cái cổ phiếu châu chậm uống đây nè, đó cũng chang là EB cũng là châu chậm uống nước đục này các anh chị. À, thì nó thì nó sẽ đi lên chậm hơn nhưng mà chắc chắn với mọi người là nó vẫn sẽ đi lên các anh chị ha. Chỉ đơn giản là nó đi lên sau và nó nó lại gặp cái áp lực mà khi mà đi lên thì lại gặp những cái áp lực của những cái thằng lớn nó điều chỉnh thì nó sẽ không được thuận lợi cho lắm mà thôi nhé nên là hơi xui Đấy, nên là mọi người đã thấy được rằng là nếu mà chọn thì phải chọn những cái thằng mà leader ví dụ như acb hay là mb ban hay là techcombank hay là ctg ấy hoặc là bid Đấy, chứ đừng có nên chọn mấy cái ông như 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 uh, uh, aib quá ha mặc dù aib cũng lựa chọn được nhưng mà tùy thuộc vào cái khẩu vị của mọi người thì tuần vừa rồi thì tuấn cũng có khuyến nghị cho các anh chị chúng ta trong room cộng đồng uh, room cộng đồng của bên uh, tuấn ở bên tiktok ấy thì tuấn cũng có chia sẻ cái vùng giá là 18.8, 19 chỗ này đấy, bây giờ thì nó nổ lên rồi thì có thể là canh mua vẫn được tại vì những cái mã cổ phiếu như thế này thì nó vẫn chưa có lên đâu các anh chị ha đấy đó, thì đó, là những cái lời nhắc nhở của Tuấn về thị trường chung vào cuối tuần. Còn về kế hoạch thì mình vẫn nghĩ rằng là mình sẽ đợi cho một cái cú điều chỉnh của nhóm dòng ngân hàng. Và nếu mà anh chị nào mà đang cầm dòng MiCap á, ấy thì tốt hơn hết thì nếu mà mọi người không chịu nổi được một cái nhiệt như thế này của của việc điều chỉnh á, ví dụ chẳng hạn như BR thậm chí nó có thể nó về lại khoảng tầm độ 26 265 chỗ này nè. Đấy, mà anh chị chúng ta không chịu nổi á, thì các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là bán ra được nha. Yeah. Bởi vì ở đây thì mọi người có khả năng nếu mà mọi người mua trên này thì lỗ cũng chẳng lỗ bao nhiêu rồi, tại vì nó đang ở biên trung bình mà. Đấy, lỗ cùng lắm là 1 2%, nhiều thì có thể là 4%, đúng không ạ? Đấy, nên là bán trước khi mà nếu mà chẳng may mà nó có về lại khoảng tầm 26 ít hoặc là hoặc là 26 các anh chị ha. Đấy, Nam Long cũng tương tự, Nam Long cũng vẫn đang khỏe mà. Biên trung bình của nó ở đây là vẫn quanh quanh đây thôi chứ cũng chẳng có gì gọi là tiêu cực cả, các anh chị nhá, nó vẫn đang trong cái thế tích lũy như này, điều chỉnh mà cái volume bán tháo nó có nhiều đâu, thì nó vẫn là trong những cái giai đoạn mà nó thu gom được cái lượng hàng uh, trôi nổi trên thị trường, ấy nó lợi dụng cái lúc này là anh chị chúng ta nôn nóng vào cái dòng ngân hàng ấy, thì nó bắt đầu nó sẽ uh, sẽ ra nó bán những cái cổ phiếu uh, dòng cap uh, khác để mà nó như thế nào á, uh, nó nó khiến cho các anh chị chúng ta phải nhả hàng ra, đó, kiểu vậy nhá. DG cũng tương tự, DG cũng tương tự nè, mọi người sẽ thấy DG phim là cái phiên xác nhận nó bị gãy mất cái đường trên lai chéo nè. Đấy, mọi người thấy không? Nó bị gãy mất cái đường trên lai chéo thì nó sẽ về nó tìm lại đâu đó khoảng tầm độ 25.5. hoặc là dưới 26 một chút xíu thôi. Đó, thì mọi người có thể canh mua chỗ này. Tuấn bảo đảm với mọi người mọi người chú ý cái đường màu xanh này Tuấn có con Tuấn có thiết lập nè. Thì cái đường này, cái đường màu xanh này là khối lượng trung bình của 20 phiên. À, khối lượng trung bình của 20 phiên, nếu mà các cái phiên sắp tới nó điều chỉnh nó giảm xuống á. À, nó điều chỉnh nó giảm xuống như này nè, mà cáp lực bán không có. Mọi người thấy là nó sẽ cân bằng lại đoạn này và bắt đầu cái khối lượng nó giảm dần á. Thì đây chính là những cái nhịp rũ rất là tiềm năng để mà nó như thế nào À, à nó rũ bỏ nhà đầu tư yếu bóng vía ra trước khi nó có những giai đoạn mà nó bật tăng và nó vượt nó giai đoạn phía sau. Chắc cái đoạn này cũng phải mất khoảng tầm độ một tháng có thể là nói rằng là dòng bất động sản sẽ là cái dòng mà tăng thời điểm là sau Tết các anh chị ha sau tết đấy ngoài ra thì nó cũng sẽ có những cái form cổ phiếu như thế này ở một số mã cổ phiếu riêng lẻ ví dụ như tôi thấy ở cổ phiếu gas cũng có đang có này đấy, cổ phiếu gas này cũng đang có này hôm nay hôm nay nó cũng đã uh, gãy mất cái vùng hỗ trợ đáy này mọi người thấy không nó cũng bị gãy mất cái hỗ trợ đáy khá là cứng của nó ở cái đợt vừa rồi đấy thì á, mọi người sẽ thấy là nó sẽ chỉ có tìm về lại đâu đó độ khoảng tầm là 20.8 thôi. Đấy, bắt đầu nó về lại khoảng tầm 20.8 thì nó sẽ chững lại cái đà giảm và nó không thủng cái nhịp này thì nó sẽ vượt đỉnh và nó đi lên lại ở phần phía sau sau khi nó cân bằng trở lại mà những cái cổ phiếu này nó đánh nhanh lắm mọi người nếu mà mọi người chớp được những cái thời cơ khi mà nó có tín hiệu đảo chiều ha thì cái lúc đó Tuấn sẽ hướng dẫn cho mọi người thêm uh, khi mà nó có cái tín hiệu đảo chiều ở trong cái chạc giờ nha mọi người nha phải là cái chạc giờ nha lưu ý nha là cái chạc giờ chứ không phải là những cái khác rồi đấy à, Nên là mọi người có thể chú ý cái nhóm bất động sản Nhưng mà Tuấn nghĩ rằng là đoạn này mọi người sẽ phải Chịu đựng một cái pha chỉnh của nhóm dòng bất động sản ha <laughs> Nên là Tuấn cũng nói luôn này. À, mặc dù đánh giá kỹ vận động xu hướng nhóm mid cap tích cực này lên biên chơi chưa bức được thì phải rủ về biên dưới ha vùng này mà tâm lý rất là dễ bán ra là mid cap này để tạo hành dịp rủ lớn trước khi cân bằng và vào đà tăng nó nếu như nó đang ở pha C hoặc là những cái mã cổ phiếu như BDR thì nó đang ở pha D rồi đấy nên là hù hù như ví dụ như cả cả những cái cổ phiếu HDC HDG nó còn gãy thủng hỗ trợ khá là sâu rồi nên phải chờ một cái điểm cân bằng sau cái nhịp này để mà canh chúng ta ví dụ như có thể là canh trung bình giá đó ví dụ vậy ha dự là khi mà banh chỉnh thì Midcap sẽ hoàn thành cái nhịp đáy nè chắc cũng phải tầm mất khoảng tầm độ một tuần cho mình nghĩ là ít nhất là một tuần đấy. ít nhất là một tuần các anh chị ha nó nên là mọi người có thể là tham khảo cái ý kiến này của Tuấn và cũng như là cái góc nhìn này của của bên hệ thống của Tuấn để mà các anh chị ta thể giao dịch trong cái tuần tiếp theo dòng chứng khoán thì mình đã nhắc kỹ rồi chắc chắn nó sẽ phải xảy ra một cái cú rũ giống như vậy à, dòng bất động sản đã rũ rồi thì chắc chắn sẽ tới lượt những cái anh này trong tuần sau rồi, các anh chị chúng ta cứ chờ xem ví dụ nha để Tuấn dự báo nha ví dụ chẳng hạn như VX nó về lại khoảng tầm độ 10 16 này Đấy, rồi NHL. Đó, NSS thì nó có khả năng nó về lại khoảng tầm độ 18 hoặc thậm chí là nó sẽ nhúng dưới 18 thì đều là sẽ là những cái cơ hội mua cho mọi người hết chứ không phải là những cái gì mà chúng ta sợ là nó điều chỉnh quá là sâu nó sẽ gãy trên hay gì cả bởi vì chủ yếu là nó phải gãy sâu xuống như thế này để mà nói như thế nào các anh chị Đấy, nay áp lực bán nó càng lúc nó càng lớn dần lên rồi này mọi người thấy không có nghĩa là đây là những cái sự đeo bám quá là lớn của nhà đầu tư nhỏ lẻ ấy thì chắc chắn là đội lái nó sẽ phải đạp xuống để nó gom trở lại hoặc là nó sẽ rủ bỏ uh, điều chỉnh để mà rủ các anh chị nhà đầu tư mà mà mà, mà à, đeo bám ở vùng này quá là nhiều ra ấy SI cũng vậy các anh chị chúng ta thấy là SI nó có cái game nó tăng vốn nhưng mà nó sắp hoàn thiện được cái mẫu hình này Tốn bảo đảm là khả năng cao là phiên thứ hai sắp tới là thứ hai hoặc là thứ ba sắp tới là nhóm chứng khoán nó sẽ gãy nhịp này thì SI mình dự mình dự báo đâu đó nó phải phải về đâu đó khoảng tầm độ 31.5 hoặc là 32 quanh cái ngưỡng vùng hỗ trợ này đó ha thì khi đó nó có thể nó sẽ tạo ra những cái lực cầu tiềm năng rất là lớn ở vùng đây đấy đó rồi MBS cũng vậy mọi người thấy là nó không có chỉnh nó lộn nó không có nó không có có, có tăng nổi đâu tôi nói rồi đây là những cái ca pha bull trap rất là 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 là, là hay của nhóm uh, của nhóm 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 uh, chứng khoán này hoặc là những cái cổ phiếu như MBS này chắc chắn nó sẽ chỉnh ở đoạn sau đấy VCI cũng vậy, khả năng cao nó sẽ chỉnh về lại cái biên dưới chỗ này khoảng tầm độ 40.5. Đó. Rồi CTS cũng vậy ha, CTS cũng tương tự trời ơi, mình nói thật là thứ hai hoặc là thứ ba thôi. Nha, nghe Tuấn ha, thứ hai, thứ ba thôi là giảm sấp mặt luôn á. Nhiều khi ăn 4% là bình thường nha, giảm 4% là bình thường luôn á. Nên là các anh chị chúng ta có uh, đang nắm giữ dòng uh, chứng khoán thì cũng đừng có sốc khi mà 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 thấy như thế này các anh chị nha ừ. rồi ok thì đó là về cái góc nhìn của Tuấn nha mọi người nhé thì mọi người có tham khảo hoặc anh chị nào mà chưa tham gia vào room cộng đồng ở bên Tuấn thì uh, uh, chúng ta hãy uh, uh, tham gia vào trong cái đường link Tuấn để trong phần bio của uh, Uh, video này nhé. Rồi cảm ơn mọi người và chúc mọi người một uh, ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Nha các anh chị nha, hãy cẩn thận củi lửa đoạn này chút xíu chứ đừng có hưng phấn quá. Ha. Rồi bye bye mọi người và chúc mọi người uh, buổi tối thật là tốt lành nhé.